Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh Andy Official của mình nha. Chuyện là bình thường á, gia đình mình hay ăn ở Hoàng Ti, thì các bạn không có biết là ở Hoàng Ti có những cái món gì và giá cả như thế nào. Thì hôm nay á, mình sẽ quay cho các bạn coi hết menu của Hoàng Ti luôn nha. Nói chung là gần cả 100 món hay là hơn luôn á. Rất là nhiều luôn mà giá cả không quá cao mà cũng không quá thấp. Nếu như mà các bạn nào mà gia đình đi đông người tầm 6-7 người á, kêu 8-9 món, ăn no nê luôn mà chia ra là chưa tới 200 cành một người đâu. Biết sao là ở đây là những món liên quan đến bánh tráng chảng bàng và bánh canh chảng bàng. Nổi bật như thịt heo bắp cuốn bánh tráng hoặc là bắp bò. Nhưng mà gia đình mình ăn hai cái loại đó thì thấy bắp bò cuốn bánh tráng ăn ok và ngon hơn. Ngoài ra thì còn có cá hấp, cá nướng, cá chiên xù. Thì gia đình tôi lại mê cá chiên xù ở đây. Đặc biệt là cá lóc chiên xù và cá tai tượng chiên xù. Ngoài bánh canh chảng bàng hot hit ra thì còn có hủ tiếu, bò kho, bún bò và các loại bún khác nữa. Ngoài các món nước, cuốn, chiên ra thì ở đây còn có bán rất là nhiều các loại món nướng mà cho các bạn nào mà thèm hải sản cũng có thể ăn nha. Nói chung là nguyên một cuốn menu, không lẽ là nguyên gia đình mình không có ưng món nào hay sao? Đa dạng từ các món chính đến các món tráng miệng và các món khai vị. Các món khai vị thì gồm có gỏi, chả giò, súp, rất là nhiều vị và nhiều loại khác nhau. Muốn ăn no thì có thể ăn cơm chiên hoặc cơm xào. Bữa nào cảm cảm mệt mệt mà lười biếng nấu thì vô đây kêu một tô cháo ăn cũng ok lắm luôn nha. Ngoài ra còn có miếng bún, mì, nui, xào. Hồi đợt trước á, thì mình có ăn thử miếng xào cua, thấy ăn cũng ok nhưng mà người ta xào hơi dầu mỡ một chút xíu, nếu mà gia giảm lại sẽ rất ok luôn á. Nên các bạn có ăn thử miếng xào cua thì nhớ dặn mấy cái bạn order là xào ít dầu mỡ thôi thì sẽ ok hơn. Rồi rồi bây giờ coi thử cơ gia đình mình đã order những gì nha. Trước tiên là một dĩa thập cẩm combo lớn là 281 cành, gồm có chả giò, chả cá thu ảo và nem nướng. Ăn kèm thì người ta sẽ cho một dĩa bún, một dĩa giá với rau, một dĩa củ kiệu cà rốt và kèm theo đó là nguyên một mâm rau đầy đủ loại luôn. Cái cục trắng trắng này nè không có trong combo, nói chung là ba cái kia là ở trong combo, còn cái cục trắng trắng nãy mình cầm á, lúc đầu mình tưởng cái gì, ai về đâu là bánh tráng chiên giòn, bỏ vô ăn cho nó giòn giòn cho nó ngon thôi. Còn cái miếng bự bự này nè gọi là chả cá thu ảo mà người ta không có cắt ra hết thì người ta để còn dính tùm lum hết trơn. Đây là chả giò nha, mình thấy chả giò ăn ngon. Hồi đợt trước á, gia đình mình có kêu cái mẹt này rồi nhưng mà đi buổi tối á, thì không có cái chén nước sốt này. Hồi bữa gia đình mình đi ăn á, thì đi buổi trưa cái ai về tự nhiên bưng ra cái chén này, mình nói ủa chén này là chén gì, thì người ta nói là ăn kèm với cái món này mà y chang cái nhân của bánh bèo luôn. Rồi rồi bây giờ múc một miếng ra cái chén nhỏ nè, lấy thử cục chả giò chấm vô, tưởng không dính mà ai về dính không tưởng, mình rủ gia đình mình ăn thử đi mà không chịu, cuốn với chấm nước mắm không à. Kế tiếp là một dĩa cá thác lát cốm xanh 113k thì gồm có 7 đến 8 miếng đó, với lại kèm theo ít cà chua, xà lách với lại một chén tương ớt đi kèm. Tiếp theo là một dĩa chả mực, lại đây là nhà tôi hay kêu chả mực lắm, 6 cục 128 cành. Bánh tráng phơi xương chảng bèng ở đây á, thì nó hơi là dày mà nó có cái vị mặn mặn á. Rồi tôi bỏ miếng rau nè, bỏ nêm rồi bỏ cái cục bánh tráng giòn giòn chiên lên nè rồi cuộn lại, chấm với cái nước sốt mà người ta cho như nước sốt của bánh bèo á. Rồi tự nhiên ăn cái đó xong cái thèm bánh bèo ngang à. Dĩa kế tiếp là giò chuồng rang muối Hồng Kông. Giò chuồng thì người ta sẽ chiên giòn lên, sau đó người ta phủ một cái gì đó, mình thấy có màu xanh màu đỏ. Mấy tháng trước mình ăn cái giò chuồng này mình cảm thấy ngon, nhưng mà dạo gần đây nè, cái món giò chuồng kiểu người ta làm không có sạch hay là không có kỹ hay sao á, nên ăn nó không có còn ngon như lúc đầu nữa. Cục này là gọi là giò chuồng chiên giòn nè. Vô đây thì các bạn nên thử chả cá thác lát cốm xanh nè, kêu người ta phủ ít cốm thôi ăn cho đỡ ngán, ăn rất là cuốn và ngon luôn á. Tiếp theo là một dĩa bạch tuộc nướng muối ớt 116 cành, thì cơm có mấy cái rau bạch tuộc người ta đã cắt ra sẵn rồi nè, đi kèm theo đó là rau răm, một vài cọng xà lách với lại mấy miếng cà chua, kèm theo đó là một chén muối tiêu xanh. Giữa mực với bạch tuộc thì các bạn thích món nào hơn, mình á, thì mình thích bạch tuộc nướng hơn, ăn nó giòn giòn dai dai. Đợt trước á, thì tôi vô đây ăn thử cái lẩu cá lăng, cái ghiền quá tại vì có mấy cái măng rồi này kia đó nên ăn nó ngon, còn tôi á, thì không có đam mê với mấy cái rau rồi mấy cái măng đồ. Lẩu cá lăng này á, là 290 cành, kèm theo đó là một dĩa rau thập cẩm và một dĩa bún. Hình như á, là cái quán này á, tùy đầu bếp chế biến hay sao á, nên là có lần á, thì mình ăn thấy ngon, có lần thì mình ăn cái cá nó bở rệt à, nhưng mà nó không có dai, nó không có tươi như mà mấy lần đầu mình ăn. Lần đầu gia đình mình á, đi đông và ăn thấy ngon quá nên là có kêu thêm một phần cá thêm, tưởng rẻ rẻ ai về quất luôn 200 cành. Bún thêm để ăn với lẩu là 15 cành một dĩa. Ngoài ra gia đình mình còn kêu thêm một dĩa vú dê nướng 143 cành. Mình thấy quán ướp hơi mặn, gia giảm lại sẽ ok hơn. Nhìn dĩa này các bạn có đoán được cái gì không? Đó là ớt chiên giòn, nhưng mà gia đình mình á kêu là ớt chiên giòn nhớ bỏ cái da ra rồi hãy chiên giòn, nên nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Ngoài ra vô đây thì các bạn có thể thử cá trứng chiên giòn 95 cành mà rất là nhiều luôn nha. Nhớ là kêu người ta lựa mấy con nhỏ nhỏ thì mới có trứng. Còn đợt trước gia đình mình ăn á, người ta đưa ngẫu nhiên á, cái đem ra không có trứng gì hết trơn. Rồi cái sau mẹ mình mới nói là lấy con nhỏ nhỏ thôi thì mới có trứng. Ăn không thì không có ngon nhưng mà chấm kèm với mắm me là số nhất luôn á. Cuối cùng là một dĩa giò chuồng xào chua ngọt 120 cành. Nói chung giò chuồng dạo này ăn không có ngon như lượt đầu. Về nước thì xì tin là 19 cành, khăn thì 2.000, còn trà đá là như 3.000 hay sao á. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.